Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Trung Quốc nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2019 thì cơ sở chúng em lại cập nhật về cái lô hàng mới. Thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu và chia sẻ cho mọi người những cái loại lan mà em mới cập nhật về thêm. Thì như trong hai phiên hôm nay 17 và 18 tháng 3 năm 2019 á thì em cũng có sale mừng ngày khánh thành cái cơ sở mới của chúng em đó. Thì như ở đây là cơ sở chúng em mới xây dựng xong nên là cũng chưa còn rất là bề bộn các bạn ạ. Còn đây là cái giò đùi gà rất là đẹp luôn. Giò đùi gà này là đích thân anh Chu Xuân Cảnh từ dưới Hà Nội lên chụp ảnh cho em đấy ạ. Chụp ảnh cho em để sắp tới em sẽ in ra thêm một cái ảnh để em cho vào khung. Còn đây là một tấm bình phong bình thường thôi thì em in ở đây chưa rõ nét đẹp đâu. Đấy, phòng ở rất lộn thuộm nha các bạn nhé. Và đây là các bạn ấy đang lọc hàng về cái lan đùi gà dẹt đấy ạ. Mà hoa rất nở rộ, mà bây giờ cái loài hoa này cũng đang rất rộ lên nhé các bạn nhé. Cũng đang rất rộ này. Đấy, mà được các bạn ấy săn tìm lấy về để trồng, để sang năm chúng ta chơi hoa rất là nhiều. Tại vì bây giờ đang là mùa hoa đùi gà dẹt và đùi gà tròn nhé các bạn nhé. Và trước khi đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan thì em xin giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên hệ trực tiếp để đặt hàng và nhắn tin trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Một số đơn hàng ở trên Zalo và Facebook thì có những bạn thì có nhắn tin đặt hàng nhưng mà thực sự là đến tận tối khuya em mới kiểm tra được thì em mới trả lời được. Thì có những đơn hàng cũng rất nhiều bạn em sẽ bị bỏ quên nhé. Nên là các bạn tốt nhất hãy nhắn tin trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn. Một tin nhắn chỉ tầm khoảng 200 đồng thôi nên là cũng không ảnh hưởng về đến ấy của chúng ta. Đó, mà chúng ta tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Và bây giờ em đi vào giới thiệu và báo giá từng loại luôn cho các bạn. Và giá em nêu chi tiết, đề xuất chi tiết ở đây thì chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Hình thức bán hàng của em thì em sẽ giao hàng đi toàn quốc và có nhân viên giao hàng tận nơi cho các bạn đấy ạ. Và thu tiền hàng tiền cước trực tiếp với các bạn luôn nhé. Và bây giờ em đi vào giới thiệu luôn. Như ở đây thì em có lan Đai Châu. Ở đây em có lan Đai Châu nhé các bạn nhé. Đai Châu rừng Lào bóc trụ. Thì ở đây em có phân thành 3 loại hàng. Thì cái loại size to là 200.000 một cặp, 2 cây. Hoặc các bạn có thể mua lẻ một cây là 200.000 nha các bạn nhé. Là loại size to nhá. Đấy, size to nó sẽ cỡ này trở lên ạ. Loại size to nó rất là to đều đẹp luôn, em có phân loại ở đây rồi. Đấy, từ trên xuống dưới nó đều như nhau thế nha các bạn nhé. Là 200.000 một cây này. Còn loại này đây là 150.000 một cây nhé các bạn nhé. Loại này đây là 150.000 một cây này là 300.000 một cặp đấy ạ. Đó, như cây này bị vỡ lá đôi chút thì em sẽ để lại sau. Và sau này em sẽ để cho các bạn một cái giá sau. Cái giá nó rẻ hơn. Đấy, đây, loại size 300.000 một cây đây. Đó. À, đâu, em xin lỗi, 300.000 một cặp đấy ạ. Đây nhớ các bạn nhớ, 300.000 một cặp là một size này. Đó, size nó cầm khoảng 4-5 lá. Tính cả những cái lá nhỏ gốc này nó cũng sắp rụng rồi nên là cũng không cần tính nữa các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần tính như cái lá to thôi. Đấy, như cây này đây cũng có tới 5 lá, 6 lá đến nơi rồi này. Đấy đúng không? Còn cây bên dưới đây thì chỉ tiền tính là 5 lá thôi này. Mà lá rất to này, đấy. Còn đây là một loại size bé nhất này. Size bé nhất này thì là 120.000 một cây thôi các bạn ạ. Đấy, 120.000 một cây thôi này. Đấy là 240.000 một cặp. Đó, hàng giá rất là rẻ luôn. Mà cây rất là đều luôn này các bạn nhé. Đó. Và tiếp theo đây là những mặt hàng kg. Thì em có lan thập hoa. Mới phân hàng về thì thập hoa có chừng khoảng hơn 2kg. Thập hoa thì có giá là 180.000 1kg này. Còn đây kiều vàng. Kiều vàng thì bây giờ đang là mùa nụ như này nhé các bạn nhé. Cây bắt đầu đang ra nụ rồi.
Kiểu vàng thì luôn có giá tầm khoảng 180 1 kg, nhưng nay em chỉ bán giá là 150.000 1 kg thôi các bạn ạ. Hàng solo nhé các bạn nhé, 150.000 1 kg. Đấy. Còn đây là phượng vĩ. Phượng vĩ 150.000 1 kg. Đấy. Chúng em có rất nhiều bạn yêu cầu lấy phượng vĩ, nhưng mà phượng vĩ rất là dễ trồng. Chúng ta trồng vào những cái tường rào hoặc là tường nhà, cây nó sẽ lên rất là đẹp và cho hoa màu đỏ rực luôn, rất là đẹp luôn ạ. Cây bám tường rào rất là tốt. Đấy, 150.000 một cân thôi, mà bây giờ đang là mùa nụ của cây nhá, thì cũng là mùa để cây bắn rễ, để cây con, rất là đẹp. Đấy. Còn đây là trầm tím Myanmar. Trầm tím Myanmar em tạm hết hàng rồi. Em có cả trầm Lào nữa nhưng tạm hết hàng rồi. Hôm qua có các đặt hàng rất là nhiều rồi nên là không dám nhận đơn nữa. Đấy. Còn đây là ngọc thạch. Ngọc thạch thì em nghe cũng sắp hết hàng rồi các bạn ạ. Ngọc thạch là 170.000 1 kg. Còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp thơm đấy ạ. Kim điệp nhựa, kim điệp thơm. Thì bây giờ đang là mùa hoa, cũng là mùa ghép thuần cây rất là dễ dàng. Đấy. Đây là mặt bông kim điệp nhựa, kim điệp thơm đây. Đấy, cánh rất là bóng mượt và cây nó không chưa được nở căng nữa nhé các bạn nhé. Đấy, giá là 220.000 1 kg thôi các bạn ạ. Còn đây là hạc vĩ Lào. Hạc vĩ Lào có giá là 200.000 1 kg. Đó. Hạc vĩ Lào thì thân nó vàng vàng và nó mảnh hơn hạc vĩ Bắc rất là nhiều nhé các bạn nhé. Và thân nó khá cứng. Và còn đây là kiều hồng. Kiều hồng ấy, kiều hồng miền Trung đây, hay còn gọi kiều tím đây. Thì đây nhé các bạn nhé. Loại này có giá thị trường của nó là 350.000 1 kg, nhưng nay em chỉ bán giá là 320.000 1 kg thôi nhé các bạn nhé. Đấy, kiều hồng này em chỉ về được 21 kg này, đúng 21,5 kg hôm qua mới về. Đấy, các bạn đặt hàng đi, vui lòng nhanh tay nhấc máy gọi cho cơ sở Lan Rừng chúng em nhé, để đặt hàng 320.000 1 kg thôi. Và còn đây là long tu. Long tu xuân, loại hàng cây giống thì nó sẽ ngắn dưới 20 cm trở xuống nhé các bạn nhé. Loại hàng cây giống có giá là 200.000 1 kg đấy ạ. Đó. Và còn đây là long tu xuân, loại hàng đẹp. Long tu xuân hại là hàng đẹp thì nó sẽ dài từ trên 20 cm trở lên nhé các bạn nhé. Đây. Nó sẽ dài từ trên 20 cm trở lên và thân to đều đẹp. Đó. Từ 20 đến 40. Có giá bình thường của nó luôn có giá là 280.000, nay em giảm giá còn 260.000 1 kg thôi các bạn ạ. Đó. Và còn đây là lan giáng hương đuôi cáo. Giáng hương đuôi cáo này em hết hàng này, chắc. Giáng hương đuôi cáo là 200.000 một cân. Còn đây là sóc tím rừng Lào. Sóc tím rừng Lào 160.000 thì nay em giảm giá còn 120.000 nhé các bạn nhé. Và đây mặt hàng rất hot thời điểm hiện nay. Đấy là lana đùi gà dẹt nhé các bạn nhé. Đấy, đùi gà dẹt hoa rất là tím này và hoa rất sai. Như các bạn ở đầu clip các bạn cũng đã xem cái giỏ đùi gà dẹt của em rất là đẹp mà năm ngoái em đã trồng lên. Đó. Và đùi gà dẹt thì đấy, như hôm qua và hôm nay thì em có giảm giá. Bình thường nó luôn có giá là 200.000 1 kg, nay em chỉ bán 180.000 1 kg thôi, hàng rất là đẹp luôn ạ. Hàng em bao đẹp cho mọi người nhé các bạn nhé. Và tình trạng cây thì mùa này thì cây đã ra hoa và xuống lá, nên là tỷ lệ cái thân còn lá là gần như là không còn. Và chỉ chờ và cũng không còn thân tơ nhé các bạn nhé. Chỉ chờ lấy những cái mầm gốc để sắp tới chúng ta chơi hoa thôi nhé. Tại vì mùa này thì đùi gà dẹt nó bắt đầu xuống lá rồi nhé các bạn nhé. Đấy. Đó, nó xuống lá để cho hoa, nó khoe ra những cái bông hoa rực rỡ. 180.000 một cân ạ. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Đó. Đây nhé các bạn nhé. Còn ở đây nữa đây, cái đùi gà dẹt hàng giống thì nó nhìn sẽ sơ sát hơn một chút, thì có giá là 150.000 một kg thôi. Còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn sẽ cho được mặt bông tím đậm hơn và có cái họng tím đen luôn ạ. Đấy, có cái họng bông tím đen luôn. Đùi gà tròn cho bông to hơn đùi gà dẹt rất là nhiều. Đùi gà tròn luôn có giá là 220.000 1 kg, nay em chỉ bán giá là 200.000 1 kg thôi này. Đấy, còn đây là đùi gà tròn loại hàng cây giống, cây nhỏ nhé các bạn nhé. Cây nhỏ và những cái thân già, thân nhỏ. Đấy,
thân già với tỷ lệ nó nhiều hơn cái hàng đẹp kia. Thì hàng giống thì nay em bán giảm giá còn 160.000 một kg này các bạn nhé. Đưa gà tròn nhé. Và còn trên này đây thì cái thanh đạm sứa này hình như gần hết hàng này. Thanh đạm sứa có giá là 80.000 một kg thôi. Hình như là cũng hết hàng rồi. Hàng rất đẹp. Còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng có giá là 80.000 một kg thôi này các bạn này. Đấy. Hàng bán rẻ như hàng xả luôn các bạn nhá. Còn đây vải rồng. Vải rồng thì vải rồng chuẩn rừng cao bằng nhé các bạn nhá. Thì hàng tép nhỏ rất là đẹp luôn, xếp cực kỳ là mượt. Chứ không nó không giống như là cái loại tép to. Tép to thì cây nó sẽ xồ xề ra, nó không được đẹp như cái loại tép nhỏ này. Đấy. Mà lan vải rồng thì cho bông màu vàng rực rất là đẹp luôn. Có những đột biến là bông màu xanh nhé các bạn nhé. Nếu mà bông nở ra bông màu xanh nó là thuộc về dòng đột biến rồi nhé các bạn nhé. Vải rồng. Vải rồng có giá là 150.000 một kg. Đó. Còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc cũng đang là mùa hot của hoàng phi hạc đây. Đó. Đây là những mặt bông hoàng phi hạc. Cánh hồng họng vàng nhé các bạn nhé. Trong họng vàng có thêm màu tím. Đấy. Và cũng có bông cánh trắng họng vàng nhé các bạn nhé. Đấy. Biến thể của hoàng phi hạc khá là nhiều loại. Có cây thì nó cho bông xanh hẳn luôn các bạn ạ. Bông xanh mà họng xanh đậm luôn. Đó. Cho màu xanh nón chuối. Đấy là màu mặt hoa của hoàng phi hạc khá là đa dạng và rất là dễ trồng. Có thể trồng thuần ở khắp mọi miền Tổ quốc nhé các bạn nhé. Rất là đẹp ạ. Rẻ ạ. Đấy, giá hoàng phi hạc là 100 bao nhiêu nhỉ? Hôm qua em bán là 170.000 hay sao ạ? 170.000 thôi. Đấy. 170.000 hoàng phi hạc nhá. Và còn đây là lan hoàng lạp. Hoàng lạp thì bây giờ đang cho mùa hoa như này đây các bạn ạ. Lan hoàng lạp màu hoa vàng rực này. Đấy. Lan hoàng lạp thì có giá bình thường của nó là 150.000 một kg, nay em chỉ bán 120.000 một kg nhé các bạn nhé. Lan hoàng lạp ạ. Còn đây kim điệp xuân. Kim điệp xuân cũng đang mùa hoa đây. Kim điệp xuân có giá là 120.000 một kg thôi. Giá bình thường của nó toàn 150-180.000. Đó. Còn đây lan chuối ngọc. Đấy lan chuối ngọc em chưa lọc hàng này. Đấy lan chuối ngọc. Mặt bông lan chuối ngọc đây. Hoa rất là đẹp luôn ạ. Giá bình thường của lan chuối ngọc này luôn ở mức giá là 200-220. Nhưng mà nay em chỉ bán giá là 150.000 một kg thôi này. Đấy, giá bán như hàng xả. Còn đây lan điện biên đông. Lan điện biên đông nay em bán giá giảm cho mọi người còn 170.000 một kg thôi. Đấy. Điện biên đông còn chừng khoảng 5 kg thôi này. Đó. Vâng, vừa rồi là những mặt hàng lan mà em đã giới thiệu chi tiết cho các bạn giá của từng loại nhé. Các bạn thích loại lan nào thì vui lòng gọi trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984 754 102 nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Tổ quốc ạ.